Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay, thứ 6, ngày 18 tháng 2 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch chiều tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới phục hồi nhẹ trở lại, hiện tại chỉ còn giảm 3,89 đô la Mỹ trên một ounce so với lúc mở cửa phiên này và với tỷ lệ giảm là 0,20%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1894,24 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay, mức thấp nhất là 1888,15 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1902,33 đô la Mỹ trên ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu giảm nhẹ, tuy nhiên thì vẫn giao dịch quanh ngưỡng 95,700 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, tăng 231,61 đô la Mỹ trên một Bitcoin và với tỷ lệ tăng là 0,57%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 40.787,72 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu tăng và với tỷ lệ tăng là 0,20%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 1,979% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô quay đầu giảm và giảm khá mạnh, giảm 0,888 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm là 0,97%. Hiện tại thì mỗi thùng dầu thô đang giao dịch ở mức 90,762 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây thì kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng phản ứng rất nhanh với tình hình thế giới. Sau khi giá vàng thế giới chạm mốc cao nhất 8 tháng, giá vàng trong nước cũng bật tăng theo. Tới thời điểm hiện tại, giá vàng trong nước đã chạm mức kỷ lục 63,52 triệu đồng mỗi lượng và có thể vẫn tiếp tục tăng nếu giá vàng thế giới đi lên. Giá vàng thế giới hiện đang xoay quanh 1.900 đô mỗi ounce. So với sáng hôm qua, kim loại quý đã cộng thêm hơn 31 USD và đây là mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua. Giá vàng trên thị trường quốc tế tăng vọt và trở thành nơi ẩn náu cho dòng tiền đầu tư trên thế giới khi có thông tin khả năng Nga tấn công Ukraine là sắp xảy ra. Ông Jim Witkoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco Metal cho biết trên Reuters rằng tình hình thực sự trở nên không chắc chắn và lo ngại tăng cao. Vàng vẫn là tài sản trú ẩn an toàn được giới đầu tư tin tưởng. Theo các nhà phân tích, nếu Nga thật sự tấn công Ukraine thì giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng cao. Phần cuối của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể nắm rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây sẽ là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Thời điểm này, giá vàng SJC trong nước điều chỉnh tăng giảm trái chiều ở một số hệ thống kinh doanh, tuy nhiên thì vẫn neo ở mức cao quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.250.000, bán ra 6.315.000. Giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.250.000, bán ra 6.317.000, giảm 10.000 ở chiều mua, 5.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.250.000, bán ra 6.317.000, giảm 10.000 ở chiều mua, 5.000 ở chiều bán ra. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.255.000, bán ra 6.310.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 10.000 ở chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.262.000, bán ra 6.320.000, tăng 2.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra thì không có sự thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.210.000, bán ra 6.310.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào, tăng 15.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.230.000, bán ra 6.320.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, 20.000 ở chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 6.260.000, bán ra 6.320.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.261.000, bán ra 6.318.000, tăng 1.000 ở chiều mua, tăng 3.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 6.260.000, bán ra 6.300.000, không có điều chỉnh về giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng.
Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.255.000, bán ra 6.295.000, giảm 25.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.245.000, bán ra 6.312.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. Tiếp theo là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm chiều tối hôm nay, giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác cũng giảm nhẹ, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Và hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.250.000, bán ra 6.317.000. SJC Cà Mau mua vào 6.250.000, bán ra 6.317.000. SJC Huế mua vào 6.247.000, bán ra 6.318.000. SJC Bình Phước mua vào 6.248.000, bán ra 6.317.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.250.000, bán ra 6.315.000. SJC Miền Tây mua vào 6.250.000, bán ra 6.315.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.250.000, bán ra 6.315.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.252.000, bán ra 6.320.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.250.000, bán ra 6.317.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.248.000, bán ra 6.317.000. SJC Phan Rang mua vào 6.248.000, bán ra 6.317.000. SJC Hạ Long mua vào 6.248.000, bán ra 6.317.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.248.000, bán ra 6.317.000. Cuối cùng là giá nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn giữ đà tăng nhẹ trong khoảng từ 21.000 cho đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là từ 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.380.000, bán ra 5.450.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.350.000, bán ra 5.420.000. Hai loại vàng này đều tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 24K mua vào 5.256.000, bán ra 5.366.000, tăng 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.880.000, bán ra 4.080.000, tăng 3.700 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 2.975.000, bán ra 3.175.000, tăng 2.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.075.000, bán ra 2.275.000, tăng 2.100 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.